Đất Đỏ vừa có núi vừa có rừng, vừa có bờ biển dài. Đây còn là nơi in nhiều dấu tích lịch sử trong suốt hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Giàu bản sắc về văn hóa tín ngưỡng, phong phú về cảnh quan thiên nhiên, Đất Đỏ đã phát huy lợi thế tự nhiên, đầu tư phát triển mạnh cơ sở phục vụ du lịch tại địa phương. Đất Đỏ có gần 18 km bờ biển, gắn kết hài hòa với biển là 8 km rừng nguyên sinh phủ dày dãy núi Minh Đạo. Bãi biển thoải mịn nên Đất Đỏ ngày càng thu hút nhiều du khách tìm đến để cùng hòa nhịp với thiên nhiên. Nhiều dự án du lịch cũng không ngừng được đầu tư ở đây để tận dụng khai thác những ưu thế, tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch sinh thái cho Đất Đỏ. Đất Đỏ còn có bề dày lịch sử chống ngoại xâm với 5 di tích lịch sử đã được xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh. Bởi nơi đây có chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thành lập tại thị trấn Phước Hải, nơi quân dân Bà Rịa Vũng Tàu giao tranh ác liệt với địch để giành hòa bình độc lập, giải phóng quê hương. Nơi có nhiều tên đất, tên người được ghi vào lịch sử dân tộc như mốc son chói lọi. Lưu giữ những giá trị lịch sử lớn lao trong dựng xây, phát triển, huyện Đất Đỏ đặc biệt chú trọng việc bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử. Đền thờ liệt sĩ Minh Đạo, căn cứ Minh Đạo, quần thể công viên, tượng đài, nhà lưu niệm, nữ anh hùng Võ Thị Sáu đón du khách về nguồn tham quan mỗi ngày. Chúng tôi đến đây để là thăm đài tưởng niệm Võ Thị Sáu và kỷ niệm những cái ngày truyền thống ôn lại cái quá trình lịch sử của cách mạng Việt Nam chúng ta. Từ thời đó để giúp cho chúng tôi có một cái bài học, kinh nghiệm và đồng thời tạo điều kiện giáo dục cho con cháu sau này. Đảng, nhà nước đã quan tâm mà thực sự địa phương đã quan tâm và là chăm lo cái nền giáo để giáo dục con cháu và các thế hệ mai sau. Thu hút du khách bằng cảnh quan thiên nhiên, sự đa dạng độc đáo về bản sắc văn hóa lịch sử. Huyện Đất Đỏ đang triển khai nhiều giải pháp thu hút đầu tư, tạo thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ du lịch phù hợp với đặc điểm địa phương. Kết hợp tìm hiểu về lịch sử với khám phá, trải nghiệm, bản sắc văn hóa. Du lịch sinh thái kết hợp với hòa nhập lễ hội truyền thống, sinh hoạt tâm linh. Tắm biển kết hợp với leo núi, thưởng thức đặc sản miền biển. Anh có tạo thêm với cái điểm nhấn như là gần biển, là có mấy cái hải sản từ thúng lên. Bên cạnh đó là tụi anh thêm cái là tụi anh tạo cái bếp nấu tại chỗ nữa cho mọi người đi du lịch, người ta cả cảm thấy là giống như là vừa đi chơi mà vừa tận hưởng được đồ hải sản tươi rẻ và họ cảm thấy sảng khoái trong chuyến đi của họ. Thì khách sạn thì cũng rất là may mắn khi nằm trong cái khu vực nó có nhiều điều kiện thuận lợi lắm, ví dụ như là gần các điểm tham quan như là Minh Đạm nè, chùa Hồng Một nè, chùa Khỉ nè, thì tận dụng những cái điểm đó thì khách sạn có thể giới thiệu những cái du khách là sẽ có một cái tour, ví dụ như là khách đặt phòng ở khách sạn lại có xe đưa đón, rồi khách ở phòng mà sẽ đưa tham quan nghỉ dưỡng trong ngày. Ngoài ra thì gần đây ví dụ như là ở Long Tân, Đất Đỏ là có những cái vườn trái cây, nếu mà khách đi ra vào mùa hè là sẽ có măng cụt nè, chôm chôm hoặc là bơ hoặc là sầu riêng là có thể dẫn khách đi tham quan và hái trái cây tại vườn. Ngoài ra thì khách sạn cũng có một cái khu vực gọi là Bella Home ở trong Long Mỹ, thì trong cái khu vực này khách có thể tự do câu cá rồi có hái vườn trái cây tại vườn và mình sẽ đem cá về khách sạn chế biến luôn. Ngoài ra với lợi thế là nằm ở trung tâm thị trấn, là nằm ở khu vực làng chài, thì khách có thể là xuống tới biển và tham quan những cái ngư dân người ta đánh bắt cá và đem cá đó về khách sạn chế biến luôn ạ. Đất Đỏ đang đầu tư phát triển điểm du lịch cộng đồng gắn với các làng nghề truyền thống, các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Từ đầu năm 2022 đến nay, huyện đã triển khai các chuyến khảo sát, đồng thời đưa vào kế hoạch xây dựng 6 điểm có khả năng phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Đến thời điểm hiện tại, huyện đã hình thành và phát triển 3 điểm tham quan du lịch cộng đồng. Vườn nhãn Hòa Thuận tại xã Lộc An, vườn dừa Triều Mến, xã Long Mỹ và bưng thơm Long Tân, xã Long Tân đã thu hút nhiều lượt khách đến tham quan trải nghiệm. Vườn nhãn nhà tôi thì cũng có liên hệ với mấy cái tour du lịch đó,
Với lại thường là người ta sẽ điện trước, người ta đặt trước đoàn bao nhiêu người. Nếu mà nhãn chín rồi thì em mới nhận khách tham quan, còn nhãn chưa chín là em không nhận. Cái việc mà bán nhãn với lại cái việc nhận khách tham quan tại vườn như vậy là nó giúp cho cái gia đình của em, là vườn của em có thêm thu nhập hơn. Dạ, hơn là bán lẻ với lại bỏ mối. Bên cạnh xây dựng các điểm du lịch cộng đồng, nông dân doanh nghiệp đã bắt tay xây dựng chuỗi liên kết, đem lại hiệu quả tích cực. Nông trại Gâu Du, vườn nhãn Lộc An, nhà hàng Vườn Dừa đã liên kết với nhau hình thành các tour du lịch tham quan, trải nghiệm thiên nhiên và thưởng thức các loại nông sản, hải sản của địa phương. Xã Lộc An cũng đã có một cái mô hình liên kết giữa Gozu Farm, vườn nhãn Hòa Thuận với lại nhà hàng Vườn Dừa và một vài điểm nhỏ khác để có một cái sự liên kết du lịch cho khách du lịch có thể là đến nơi này trải nghiệm rồi đến chỗ khác để trải nghiệm về trồng bên phần nhãn hoặc là ăn uống. Ngay từ khi tách ra từ huyện Long Đất năm 2003, với thế và lực mới, Đảng bộ chính quyền huyện Đất Đỏ đã xác định phải phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng. Qua từng giai đoạn, định hướng phát triển du lịch càng rõ nét, đưa Đất Đỏ phát triển thành huyện nông thôn mới và đô thị du lịch. Chính quyền địa phương luôn tích cực hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ chuyển vốn đăng ký sang vốn thực hiện. Đến nay trên địa bàn huyện đã có 63 doanh nghiệp và cơ sở lưu trú kinh doanh dịch vụ du lịch lưu trú với tổng số 1.220 phòng lưu trú và 46 căn biệt thự, đáp ứng hơn 90% nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng của du khách khi đến với huyện Đất Đỏ. Tính đến tháng 6 năm 2024, tổng lượt khách du lịch, vui chơi, nghỉ dưỡng, tắm biển tại các khu du lịch và bãi tắm công cộng trên địa bàn huyện đạt 425.544 lượt người. Ban quản lý các khu du lịch cũng đã phối hợp cùng với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch cũng như các cơ sở lưu trú du lịch kết nối các tour tuyến cùng với địa phương cũng như là các xã, thị trấn để tìm ra những cái sản phẩm mới, từ đó định hướng cho doanh nghiệp phối kết hợp để quảng bá. Hạ tầng phục vụ du lịch được địa phương quyết liệt đầu tư. Những tuyến huyết mạch như tỉnh lộ 52, tuyến ven biển Phước Hải Lộc An, đường quy hoạch số 2 được tập trung hoàn thành nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và thuận tiện trong kết nối các tuyến du lịch đến Đất Đỏ. Song song với đầu tư hạ tầng, huyện Đất Đỏ chú trọng trùng tu tôn tạo các di tích văn hóa lịch sử theo hướng phát triển du lịch, đi đôi với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giá trị nhân văn trên địa bàn. Huyện định hướng là sẽ tiếp tục quan tâm và nâng cao những cái sản phẩm du lịch này. Ngoài ra thì huyện cũng đang rất là quan tâm để mà đầu tư thêm vào những cái sản phẩm du lịch khác, ví dụ như là du lịch tâm linh với những hệ thống đền chùa, rồi dinh ông Nam Hải, một sản phẩm khác là du lịch về nguồn với những di tích lịch sử trên địa bàn huyện, ví dụ như là căn cứ lịch sử cách mạng Minh Đạm và công viên tượng đài nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu và nhà lưu niệm của anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu vừa được huyện khởi công để mở rộng. Thì ngoài ra còn một sản phẩm nữa là du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng kết hợp với những sản phẩm ô cốp của huyện. Để thúc đẩy các loại hình du lịch, Đất Đỏ đã xây dựng đề án phát triển du lịch giai đoạn 2020-2025. Trong đó xác định loại hình du lịch biển, du lịch văn hóa tâm linh và du lịch cộng đồng là hướng phát triển trọng tâm, tiếp tục đẩy mạnh đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch, phát triển làng nghề truyền thống, góp phần làm phong phú thêm nguồn tài nguyên du lịch. Cùng với đó, hiện nay huyện đã phát triển 20 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được công nhận trong chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm OCOP. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi để Đất Đỏ khai thác thành tour tuyến cho khách tham quan, đồng thời quảng bá sản phẩm địa phương, góp phần tạo sinh kế cho người dân. Huyện cũng khuyến khích người dân đầu tư phát triển các cơ sở phục vụ du lịch như homestay, vườn du lịch, sản xuất hàng lưu niệm, hỗ trợ vốn vay ưu đãi để người dân đầu tư phát triển du lịch cộng đồng. Xây dựng cơ chế phối hợp và sẻ chia lợi ích giữa các bên liên quan như chính quyền địa phương, doanh nghiệp du lịch, chuyên gia tư vấn, đảm bảo phát triển du lịch cộng đồng bền vững.